nói gì đưa ra mày coi mày. Đi ở ngoài nè, tao mời mày. Ủa, mày phải biết nó có on không mới mời chứ mày. Thì cứ mời đại đi. Buồn má đạo à. Buồn má đạo. Giờ chắc mày coi đó hả? Minh Nu ở nhà. Minh Nu nó có coi đâu. Mời anh Thương ha. Tao cái bảng anh Thương á. Chào Beo. Ê Đào đang xem nè. Đào ơi Đào. Hello. Đi ra đây chơi Beo ơi. Hello Diệu Hiền. Diệu Hiền kìa. Gì? Hello nó kìa. Hello. Sao Đào không đi Đào? Sao nào nó không đi vậy? Có nói Đào nghe không? Làm rủ Đào đi. Hey yo. Anh nhon cho. Sao mày không đi vậy Đào? Tú ơi. Tú nào vậy? Tú Nguyễn. Vô coi Tú ơi. Ồ đang rảnh. Tụi nó đang thi, tụi tao đang ra chơi. Hôn anh Beo chứ, hổn anh Beo chứ. Không thích kêu bằng anh nữa, kêu mày thôi. Chào anh Điêu. Nghe gì Đào? Chán. Ở đây cũng chán lắm. Tụi nó đang thi, tao với Diệu Hiền trốn ở đây chơi đó. Chà anh yêu. Hiền ơi bớt đi. Năm người coi luôn rồi đó, ba người rồi xong mất anh hai người. Lỡ có con vậy? Hả? Bốn người coi, không biết ai coi. Ai có ngồi vậy? Tú. Mày hỏi nghe không thì trả lời mày đó. Bay nhằn nhằn rồi. Thiện đang bánh. Ăn không Đào? Lai chơi đi. Yên đang kìa. Mới lai xong. Mọi người đâu hết rồi. Mạng bị gì thế Ngân? Mạng hiện bị rớt mày ơi. Ai đóng yến? Rớt nãy giờ 2-3 lần rồi. Không kìa, Đào cái kho ăn bánh kìa. Đào không ăn bánh. Yên Đào. Đào hẹn có đi chơi không? Đi với quà cho Ngân nha. Nói thứ bảy nó biết đi. Đi đâu? Tôi biết mà. Nói đi, nói quà biết. Đi về. Đào ơi thứ bảy. Đào ơi thứ bảy thứ đi Vũng Tàu đó. Nhắn tin lời quà đi. Chết gì. Tự nhiên hết hết rồi là sao ta. Ra đây chơi đi, ở đây có hai đứa à. Chết mẹ hết rồi. Mẹ tao đâu chết đâu. Mẹ tao ở nhà đi làm. Mẹ Hiền ở nhà đúng không? Ừ. Tao chết đâu. Ngân ơi đi chơi mua bánh ăn nha. Anh ăn. Ở đây hả? Rừng không mà không có bánh. Ăn cỏ không? Em bứt về cho. Con Tuyết đi Vũng Tàu đó. Kêu nó mua quà đi. Đã
đắng quá. Còn một tiếng nữa mới được ăn trưa, mẹ ra bụng bỏ mẹ. Nó tèo quá. Tụi nó ra hết trơn. Ăn. Ở đây đẹp lắm tôi ơi. Ở đây có chai đẹp tôi ơi. Ừ. Chị đó. Mật khẩu mày. 7 2 7 9 9 9 0 8 0 8 0 9 9 8 0. Mày làm gì nó vậy? Tên mày bả với mày chết. Kêu mở mạng mà. Bên đây, tắt bộ nó tốt đi. Ừ, rồi tắt vô rồi. Chị Diệu Hiền ăn gì mà nhiệt tình quá vậy? Cho em ăn với kìa. Nó ăn bánh Oreo đó cưng. Đó, đây là bánh Oreo nó ăn đây. Nó ăn hết luôn rồi. Ai mà ngạc nhiên vậy? Ê, cái nào hồi nó vô tụi nó được giải mình không biết tưởng gì không? Đâu trai đâu. Trai đâu xem nào. Nó đang ngồi trọng nó thi hết rồi. Nó đâu ra đây đâu. Trong nó nóng nó khó chịu quá. Diệu Hiền mua bánh về ăn đê. Nó nghèo rồi. Nó mua hết chai nước bị người ta chặt tiền quá. Ở đây bị tăng hiếp. Mua chai nước 50.000 ghê chưa? Trời ơi đồ quỷ hà. Ăn không cho em ăn. Chị có được ăn đâu. Hiền nó ăn mình mà. Đợi Hiền đi chị không có ăn. Hiền quay lại coi Hiền. Quay lại nói chuyện với em nào nè. Mày làm cái điện thoại tao đó. Cứ phầy. Trời ơi. Ngu. Nó chửi bị ngu kìa. Ai ngu Đào. Cái nước có 10.000 thôi đó. À, Đào đã bị lừa rồi. Ở đây đẹp lắm Đào ơi. Bao chị heo rồi đó. Ăn chi. Chị ốm rồi đó. Nhà này xuống kia ai cũng kêu ốm hết. Để quay cho coi phía sau nha. Má đứng luôn. Đẹp không? Rộng không? Rộng lắm cơ. Đó, ở đằng kia cái studio đẹp lắm. Lừa ông nội mày á. Thôi vô chơi thôi. Ốm con khỉ sắp thành heo rồi kìa. Sướng thế. Đẹp đó. Nó mẹ chưa quả ăn cơm. Lớp cưng là không có đẳng cấp được đi đó. Hơi thơ. Đi chiếc UD. Nhưng mà đẹp lắm. Hello Chung. Ra ngân chơi Chung ơi. Quay khung cảnh em xem coi. Tao mới quay rồi đó thơ. Ai mà bị ra trễ chơi gán chịu. Quay lại cho nó coi đi. Thôi làm biến. Con nhỏ kia chịu xấu bắt kìa. Sao ghét vậy? Ý nó dọn đồ ăn ra kìa. Nó dọn mình chưa được ăn. Một tiếng nữa mới được ăn mà. Đói bụng quá à. Tú ơi mua đồ ship đây chị ăn Tú ơi. Ai mà phẫn nộ hoài vậy? Ê mày con, bây giờ mà phải đi live stream cái là mấy ngàn người bình luận cũng không đọc kịp. Phẫn nộ nha Ngân. Ai vậy? Dữ ớt gì không phải mấy á. Chị Hiền quay mặt qua đây em ngắm xí coi. Nè, quay mặt qua đây cho ngắm xíu nè. Nó sợ bồ nó nhìn thấy lắm, dám quay mặt ở đâu. Bớt phẫn nộ đi thơ. Đang đói quá nè. Một tiếng nữa mới được ăn.
Ở bên kia rộng lắm kìa mà nắng quá không đi qua được. Sao còn hai người coi ta? Thôi mày dừng đi mẹ ơi. Ui giận rồi không xem nữa đâu. Mày xạo. Mày bận chứ gì? Hôm nay không đi chơi đâu, có người ba trà sữa này. Thằng kia, thằng mà tao đi mua giày tao á. Đang ăn cơm thịt ngon lắm nè. Ai vậy? Một hồi tao cũng được ăn cơm ngon không bộ. Nước là chim chim biết không, là các bạn mà mấy anh thơ cười ê ước gì cái bên ta là anh đẹp trai không? Tụi nó ra hết trơn rồi mày. Ủa gì buổi tối ra đây dân ngồi lại ăn chơi hơi bị dữ luôn. Sao đấy? Thì tôi phụ đám thai ăn chơi là ăn chơi sao? xe độ này kia trời ơi, nó chạy mày cái xe á tiếng to chạy thì chậm mà nó dặn cái thấy lên nhìn nghe điếc tai. Cái kiểu ông là ông cái chuyện biết rồi. Ông coi mình xả rác hay không đó. Kiểu như là coi em nhầm coi nó có làm gì bậy bạ không đó, có ra lùm cây hay gì không. Hôm nay nhìn hình hiền xuống sắc quá hả, ốm xuống sắc không liên quan tới ốm mày ơi, ốm nè không phải tại xuống sắc là xấu mà. dơ nắng á Về xong Hà Nội luôn mày. Tắt đi mày. À chán thế. Trời ơi, đi quá trời tuyệt đối luôn. Mày làm bài đó hả? Đâu làm lại đâu. Mời nữa hả? Xàm xí đú. À, xí đú xàm. Tao mời lộn người rồi. Kệ vô lại đi. Xàm như thuộc xàm. Tao mời mày nha. Ý, nè cái thằng nãy nè, tao kêu gặp người quen nè. Đó, cái thằng này nè. Mời luôn. Kệ mời đất kia. Nấu coi đâu. Mời bà Hiền luôn. Mời thằng này luôn. Mời thằng này luôn. Này luôn. Này Mời cho luôn. lắm bà. Đó, cái thằng này nè, tao kêu là mua mấy thằng tao đó. Biết thằng đó chưa? Mày các bạn sao mà mày đăng được mấy tấm hình này mới còn sống hả? cáp là gì Hả? cáp là gì đang nắng nhà nhỏ vậy luôn đó. Chào anh ai vậy? thằng gì ai biết, tao cũng biết nữa. Mà tao biết là tao biết nó có nhưng mà biết nói nhưng mà không biết nó là ai thôi. Nó đang ở bên Hồng Kông. Thấy chưa, điều tra hơi bị ghê luôn. Ê mà trong đó có cái ông mà một quảng quảng mà thấy cao cao mà mắt khiếp da trắng không cũng được chứ đúng không. Có cao mặt tròn tròn dài dài khi là bữa ổng chung đội tụi tao á, thằng nó đi ấy á. Đi đâu, đi chiếc của đê vô trong kia hả? Ừ. Chơi không chung đội luôn hả? Ê chuyện này chơi gì ta? Mà tao được vậy khen đẹp nhất luôn á, phải không? Đổi Hè Việt nè. sao Xin chào bạn Việt xinh đẹp. Tới nơi rồi đây. tới nãy giờ bà Thì tao nói vậy thôi. Ở đây gái đẹp nhiều lắm Việt ơi. Tụi nó dành cái giọng tội nghiệp luôn á. Tụi nó dành cái giọng. Nãy thằng kia chân Ừ. dài nó chậm. Hình như thằng nó bê đê mày ơi. Bd. Tụi nó chửi. Tao không ngờ là mày chạy vậy luôn á.
Tao thấy nó chạy lại giành rồi, tao mới chạy lại thôi. Thường thì thấy người ta chạy thì thôi phải nhường người ta đi. Không. Có đâu mà thấy người ta chạy chạy theo. Nhường vậy mới được. Bà Hào. Ừ bà Hào. Thanh Xuân lại tao. À. Biết rồi. Ra chơi Xuân ơi. Ra giữ nhà cho ăn cơm đi Xuân ơi, đói bụng quá à. Mười lăm nó mới được ra. Tụi nó tự ra. Tụi mình bị lẻ cho nên phải ra chơi thôi. Chạy luôn á. Thiệt luôn á, đang nó bụng lắm luôn á. Đem đồ ăn ở đây cung cấp đi. Ship đồ ăn ở đây đi. Nhà Xuân ở đâu vậy? Gần đám cưới ngày hôm qua không? Ờ mà trong cái đồ đất đỏ bữa tao vô rồi mà ta. Quên. Đi chơi với lớp mà rủ Xuân à. Nguyên trường. Đi nguyên trường luôn, nhiều trường lắm. Quá trời trường luôn. Đi ship đồ ăn ở đây cho ăn với. Nó bụng quá à. Nước hết lạnh luôn mẹ. Đó cái con mà cái tướng mình á. Xấu chó. À biết rồi, đi dự cái gì đó hả? Ờ, coi là bộ xanh. Thôi đi bà ăn cơm ăn đi, nói nữa tán chết giờ. Đem rồi ăn lại đây đi Xuân. Nó bụng quá. Bớt cười đi Xuân ơi. À, sắp được ăn cơm rồi. Đợi tiếng nữa. Chào ghẹ. Về phú lý chưa? Em áo xanh là trường gì vậy? Sắp được ăn rồi mà còn than. Nửa tiếng nữa lận đang giờ đang đói lắm luôn nè. Ê mày cái con nhỏ mày để mất kiến á. Trời ơi nó nhiều mà đi nói mà nghe nhột luôn á. Ủa mình nghe chuyện nào vậy? Đứng kế bên đó luôn mà nó vậy đó. Mà nhỏ nó xa xa quá, kiểu như là đánh tranh đó. Lê Quý Đô mà, cái trường đó trường Lê Quý Đô mà. Ý trường chị An là đẹp nhất đúng không? Trai gái đều đẹp. Tí anh về mình hẹn hò nha ghẹ. Chiều em mới về Phú Lý. Không thấy hạnh phúc đâu. Đói bỏ mẹ đi nè. Về lâu không đi Bin? Ê sao Út dịu này thằng ông ghê nó phục vụ đây ha. Ê có khi nào hồi nữa tụi nó đi kiếm tụi mình không? Chắc không đúng không? Thôi gắng đi. Đi chi cực vậy trời. Không có cực, vui lắm. Xuân ơi đang nói chuyện Ngân đi về Xuân ơi. Hôm nay mà không ấy tao, hôm nay tao làm. Đi làm vui hơn chứ mày. Đúng không? Ừ. Hôm nay đi làm là vui hơn chứ. Đi làm vui hơn đi mày đúng không? Nhẹ tao làm gì mà. Nóng muốn khăn giấy đâu mặt. Bức lá đâu lại đi. Đi gì mày? Áo kìa. Đâu trời dơ áo. Tái bị áo mày dơ sẵn rồi. Mấy con chó điên này. Dơ. Dơ nè, tao nãy tao lâu á. Dở lỡ rồi lâu tiếp đi. Trời nắng. Thấy không đi đâu. Rồi hết nắng rồi đó, đi lên đi, lên lẹ đi. Hết nắng rồi. Sao dẫn tuyết vậy? Không phải.
Ghệ đang ở đâu để anh Phi Châu đến đón Ghệ coi. Chào nhóc. Chào anh. Ra chơi với em nè Hùng ơi. Ghệ đang ở Bờ Hào. Phi Phi đều gửi. Mày mới nói chuyện mắc cười nha. Hình như lớp 6, lớp 7 gì vậy. Thế cũng tội mà thôi cũng kệ. Nhớ nha Xuân. Nghỉ chơi Xuân luôn. Ta chơi gì với em ngoài đó. Thì cứ ra đi rồi biết. Sao im re luôn rồi. Tao thiết nghĩ là cái bức tranh mà của thằng Thịnh nó giờ nó đã hư rồi, nó sẽ tan nát rồi. Đúng. Nghĩ sao vẽ bàn tay mà vẽ kiểu đó. Mày lúc đầu tao kêu vẽ hai cái này vậy giống vậy đi em chịu chửi tao. Chào anh Nam. Linh ơi. Ha ha, có trường Trị An của Xuân luôn ha. Ờ có trường Trị An luôn nè. Lên chơi với bạn đi. Châu của anh không phi qua Bà Hào được. Hồi nãy không ai đi Châu hết trơn, tao đi ngựa hết rồi. Đi bằng ngựa đi. Khi nào mới được ăn cơm mày? Đói quá. Tắt cái mày. Từ mày. Để mày. 25 phút nữa. Mày on Facebook hả? Ừ. Vô đó on đi. Tắt sao? Nhắn tin đúng không? Ừ. Nhắn tin thì... Ừ bấm đi. Bấm đi cho chị cho. Không được. Không. Bấm đi. 066. 77. Rồi, mở mạng đi tao chỉ cho. Ồ mở mạng rồi, hồi nãy không tắt máy, đúng miên quá mày. Vô đây nè. Mình nhìn được. Xong rồi đăng xuất xong rồi vô mày. Ủa? Rồi tin nhắn tới thấy không? Thấy. Không, ý là tao không có tao không nhận được thông báo của mày. Đâu rồi. Xong rồi đăng xuất đi. Đâu từ từ, để nó từ từ. Đó. Đông vui quá mà thôi, ở nhà coi người ta. Vậy luôn đó. Xuân là Xuân không được rồi nha Xuân. Người ta đang thi vẽ chị ơi. Em trốn ở đây ngồi chơi á. Không muốn vẽ. Đi mua xe đi đừng có mua ngựa. Tao thấy nó làm đồ ăn tao nghĩ tao ta ăn cũng không được đâu. Làm thấy gớm quá. Họ ra tiệm ăn mẹ lại đi. Không được cũng phải. Chắc là tao cầm trứng lá gì nữa mà. Nghỉ chơi với Xuân rồi. Mày không ăn. Đi bác Tư kìa. Đi bác Tư. Ngon chơi. Cười nữa tán sắp bật lời giờ. Bye bye. Bạn cho mèo đi. Mày không vô coi được. Có gì? Cái đó không coi được. À đi đường kia được kìa mày. Đó kìa ông nó ra đường kia đó. Vậy là mày nãy mấy thằng kia đi bằng đường đó. Thấy chưa? Ở đó là gì ta? Mấy thằng đó hôm qua tôi phụ đánh tôi mặt đó. Đường 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 quăng chén vô mặt luôn. Để chiếc chén mà đường. Thôi gắn đi giờ Xuân ăn đùi gà mẹ làm đây. Hồi nữa con cũng được ăn mà. Sắp được ăn rồi. Không cần Xuân nữa. Mày mấy đứa nãy nó bịt khẩu trang á, trường chị An á. Cái nó vỡ mở khẩu trang ra cái bàn hoàng luôn. Ai hay. Cười mà cười. Ai cho cười mà cười.
mở nhạc luôn kìa. Mình có nên đi vô không? Thôi vô mất công cái người ta nhận quà nhận gì, cái mình đi lên mình vô đó không có tên không có tuổi gì nữa. Thôi đỡ mà ở ngoài đây ăn đi. Ông khùng nó mất tiêu rồi. Bye vô đi. Ê có gì có xe anh ra chở về ha. Đi xe anh ra thích hơn đi xe ấy á mày. Bà nào bà nào mày? Bà. Bà tên Hào. Ta đọc, tại em ta đọc quen á, hình bờ Hào. Trời ơi trời, nhắn tin điên chưa? Có dấu sẵn mà mày bấm kiểu gì? Mày đừng nói ra anh kêu ra đây chở mày đi rồi, để tao đi về mình nha. Chứ sao? Mày chưa tới lúc ác hay đó, lúc mày ác là không ác bằng luôn thì. Đấy nó cũng không báo mà. Ông có tờ ăn với đồng trang. Tại sao? Mày, số của mày xấu lịch không bên rồi. Ừ. Bây giờ muốn nó thẳng lại là mày phải. Làm sao? Chết rồi. Vô đây. Xong rồi, đó. Đó, tao thẳng. Dạ cho à. Tao phải đứng ở đầu trang tao mới thấy được, không báo rồi. Thì mày canh canh mà lướt lên. Mày lướt lên lại. Sao vậy? Like ta. Thôi tao không biết tại sao mới làm nó được hai trăm mấy này đâu. Chắc đi tương tác dữ dằn lắm. Ừ, tương tác ghê lắm. Ai? Hả? Tao không có ước mơ tương tác luôn. Tao mày thấy tao mới lập nít không? Tao không kết bạn với ai hết trơn á. Tao mở cái tao không lên. Hỏi tao này.